Top 7 mẹo phong thủy cho ví để thu hút tiền tài. Ví tiền là một trong những vật dụng cần thiết mà bất cứ ai cũng nên có. Nó được coi là cửa cung tài lộc nhỏ, giúp kết nối với cửa cung tài lộc to của mỗi người. Hôm nay chúng tôi sẽ bật mí 7 lưu ý về phong thủy cho ví để giúp bạn thu hút tiền tài. Audio lời Phật dạy được đọc bởi Phan Hoang Media. 1. Tờ tiền đầu tiên. Khi mua ví mới, tờ tiền đầu tiên cho vào ví rất quan trọng. Ta tạm coi đó là tờ tiền gốc, tức là không nên tiêu mà cứ để nó ở mãi trong ví. Vì có quan niệm rằng cái gốc luôn còn thì sẽ vĩnh viễn sinh sôi. Dĩ nhiên đây chỉ là quan niệm theo tính chất tương đối, tin hay không tin tùy theo duyên của mỗi người. Cũng như vậy, với khí trong ví, vốn có câu hòa khí sinh tài, câu này gồm hai ý nghĩa. Vui vẻ hòa nhã làm ăn thì có tiền, giữ cho khí trong ví được hài hòa ổn định thì sinh tiền. Tức là không nên để những vật phẩm, bùa, chú, ấn không rõ để làm gì hay không rõ nguồn gốc, xuất xứ vào trong ví. Bởi vì trường năng lượng âm từ những thứ này sẽ làm nhiễu loạn dòng khí ở trong ví của bạn, từ đó ảnh hưởng đến chữ hòa và ảnh hưởng đến nguồn tiền. Thông dụng nhất thì mọi người thường hay cho vào ví là ấn đền trần. Ấn này làm chúng ta có thể tăng thêm may mắn. 2. Chọn ví tiền màu gì để đem đến tài lộc. Màu sắc của ví cũng nên là màu hợp mệnh với người sử dụng. Tốt nhất là tương sinh, tốt nhì là tương vượng. Mệnh kim thì dùng ví tương sinh màu nâu đất, tương vượng thì vàng kim, trắng, xám, ghi. Mệnh mộc thì dùng ví tương sinh màu đen, tương vượng màu xanh. Mệnh thủy thì dùng ví tương sinh màu trắng, màu vàng kim, ghi, xám, tương vượng thì màu đen. Mệnh hỏa thì dùng ví tương sinh màu xanh lá cây, tương vượng màu đỏ hồng, tím. Mệnh thổ thì dùng ví tương sinh màu đỏ, hồng, tím, tương vượng màu nâu đất. 3. Cách để tiền trong ví. Tiền để trong ví nên xếp thẳng, các mặt quay về cùng một hướng. Mệnh giá lớn ở trước, nhỏ ở sau. Mọi người hay nói vui là để toàn bộ bát hồ cùng nhìn về một phía, chung sức đồng lòng kéo thêm bát mới về. Nhiều bạn có thói quen nhét tiền vào ví một cách lộn xộn. Đây là thói quen không tốt. Chúng ta nên bỏ ra vài phút, xếp tiền cho thẳng thớm và ngay ngắn. 4. Trong tất cả các ngăn nên có tờ tiền mồi. Quan niệm là không được để ngăn nào còn trống, tượng trưng cho sự dồi dào đầy đủ. Nên tất cả các ngăn đều phải có tiền. Nếu có thể thì nên để mỗi ngăn một tờ 500 ngàn. Tiêu cũng không sao, nhưng sau đó để tờ khác vào. 5. Tiền lộc, tiền vía ở trong ví. Hãy giữ tiền lộc hay tiền vía trong ví. Nói nôm na là tờ tiền lấy hên, không được tiêu. Không giới hạn số lượng hay yêu cầu mệnh giá. Tiền vía có hai loại: tiền lộc đi lễ về, tiền vừa được người khác cho vào, hay cái gì đó tương tự. Tiền tự kiếm được trong mỗi một dịp may mắn nào đó, sau đó tạ lễ bái đầy đủ ở bàn thờ gia tiên và cho vào ví. Tiền được một đối tượng nào đó thành đạt, tính tình rộng rãi mừng tuổi, hoặc mở hàng hay tặng cho mình vào một dịp nào đó. 6. Bỏ gì vào ví để tăng thêm may mắn? Ấn đền trần, rất nhiều nơi có bán. Bùa tài lộc mà các thầy bạn tin tưởng cho bạn. Xu bát quái của Singapore. Hay đơn giản hơn là vàng bạc, đá phong thủy, tiền xu quý để tích tụ thêm kim khí về tiền tài cho bạn. Quẻ thẻ xin được từ đầu năm, lưu ý thường là quẻ tốt. Để trong ví để chiêu thêm các khí về người. Tiền mừng tuổi đầu năm từ vị sư trụ trì mà bạn kính trọng. 7. Những thứ tuyệt đối không nên bỏ vào ví. Rác, biên lai, hóa đơn, giấy nợ. Những thứ này tuyệt đối không nên cho vào ví vì sẽ làm thất thoát tiền của, mở cung hư hao. Nếu để bảo vệ môi trường, bạn có thể bỏ vào túi hoặc bỏ vào thùng rác. Ảnh của người thân hay bất kỳ ai, ví tiền là nơi để cho tài lộc, không dành cho việc khác. Nếu bạn muốn bỏ ảnh vào, xin để hẳn một vật phẩm riêng. Nếu yêu quý quá thì có thể để làm ảnh nền điện thoại. Khi thay ví mới, tuyệt đối không nên đem ví cũ đi cho hay đi bán, vì như vậy sẽ tán lộc của bản thân cho người khác. Nên cất ở một góc bàn làm việc hay một góc tủ nào đó. Cảm ơn và chúc cả nhà tài lộc luôn dồi dào đầy đủ.